tiền vào tay túi anh ấy, cho anh ấy có trách nhiệm. Bảo không, anh nói là không cần tiền nhưng mà thôi em cứ phải chuyển. Đấy, gọi là phải nhét tiền bắt cầm. Nhưng mà mấy hôm trước thì nó đẹp hơn. Hôm nay là nụ niếc cũng nhiều này. Không, chột gì? Hàng bầu như này xong rồi này còn đánh rộng ra chột làm sao được. Đây à? Ơ thì trồng vào để thay nứa mới chứ nị. Cứ đi xong rồi lại phải nhân giống tiếp chứ nị. Để ông Mạc ông còn có công đánh công trồng chứ nị. Đây. Hôm qua thằng em cu em nó lên đây nó nai chim xong rồi nó bảo là em bán được 26 cây rồi. Với ra hỏi anh Trường à, bên kia kìa. Anh ấy bảo là đâu nó bán được mỗi cây. nó dám là lươn mình là hai mấy cây sợ thật. Ai cũng vô ngực là nhà vườn lớn nhất miền Bắc đây. Ông nào cũng lên mạng cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc. Thâm niên là hơn 20 năm kinh nghiệm của thế nọ thế kia. Nhưng hóa ra là mới mở vườn được từ Tết. đây ông Mạc đây là ông ấy đánh cây 50 60 năm này, năm nay mới có 40. Và mấy năm làm cây nhưng mà ông Mạc thì không bị trừ bì, ông sai là phải hay trừ bì đó, ông sai ở trong lại ốc là hay trừ bì. Ông nói là cây của ông là toàn cổ chân nhưng mà ra toàn ngón chân tay cái. toàn cổ chân đang thoát thân túi bụi nhưng mà toàn ngón tay cái. Ông sai ở ngoài trong lại ốc là cháu toàn trêu là phải trừ bì đi 90%. Đâu hết đâu. Cái loại này là bán hết rồi. Nó là cái hàng này là hàng to à. Đây này, các cái cây như này là 8 triệu một cây này. Đã lẻ này. Đấy, 8 triệu này. Đây cho mọi người xem cơ ngời. Hôm qua thằng cu em nó lươn thật. Nhưng mà được cái là em nó đẹp trai. Xong rồi đi là có cái ủng. Mẹ ở trong ô tô là cũng phải có đôi ủng, có lon ná. Đi là em nó khi nó quay video thì thực tế là cái điện thoại của em nó nét. Đấy, điện thoại nét xong rồi quay cho mọi người từng chi tiết một như này này. Đấy, quay rất kỹ. Hôm qua nó xuống nó đánh Hồng Xiêm để nó về nó chạy quảng cáo hay thế nào ấy. Nó bảo là em hôm qua ở đây em bán được hai mấy cây rồi, 26, 27, 28 cây. Chả biết là bán ở đâu nhưng mà tôi nghĩ là đánh của bên ông anh Trường hoặc chú Trường. Nhưng mà lên đây chú Trường bảo mẹ nó bán được có mỗi cây. Nhưng mà mình thì hình như là đây là của cái đứa em, cái Nại Hằng. Cái thì nó còn bảo là anh đừng nhắc đến cái Nại Hằng, nhưng mà anh em thì có cái gì đâu mà. Thi thoảng PR cho anh em nó còn chả hết. Mấy cả cái việc mà thật sự là tôi quay như này ấy thì anh em nó chúng nó quý là tại vì là tôi cũng không trực tiếp mình bán hàng ấy. Có ông nào ông ấy thì là ví dụ như ở cái kênh này thì tôi còn đang định là xóa cái số điện thoại của tôi đi. Tại vì là xóa ở trên TikTok đi ấy, tại vì là mình nói chung là nếu mà bán hàng hoặc các thứ chốt đơn thì cái thủy. Đây còn cái dòng này dòng quế đỏ. Đấy, quế đỏ đây này. Nhìn thấy chưa? Hoa hồng đỏ đẹp đây. Những cái dòng này thì là cái dòng quế đỏ thì nó hoa nó to hơn, nó đỏ hơn nhưng mà nó lại không thơm. Và cổ Huế thì nó ấy nhất. Đấy, đây này. Đấy. Cuộc sống vẫn theo hàng ngày nhá. Nhiều ông không tin này, tưởng phát lại thì bây giờ là 9:48. Giới hạ giới bọn tôi là 9:48. Đấy. Cái dòng cổ Huế này thì nó thơm hơn. Đấy, nó thơm và cây nó khỏe. Đấy, hôm qua là em nó bảo là em nó bán được 20 mấy cây. Em mình cũng tự kỷ đấy, mình bảo ôi giời, đóng góp của mình như thế này một ngày có bán có 2-3 cây, em nó chốt một phát buổi sáng 20 mấy cây. Cuối cùng ông Trường hoặc chú Trường. Chú bảo là mẹ chúng nó lươn này, chúng nó bán mỗi cây. Đi Hà Tĩnh cái gì ông vừa hôm qua xếp. Đó ít đầu. Đây. Đây là bạch xếp. Đây, quay cho các bạn thì cố gắng là quay chậm cho các bạn. Đây bạch xếp. Cùng giá tiền như bọn này là 4 triệu rưỡi thì cây bạch xếp nó sẽ bé hơn là so với cây hồng đào. Hồng đào là cây như này này. Đấy, đây màu của nó đây này. Đây gọi hồng đào cổ. Đấy. Hoặc phấn cổ. Đấy, nọc lụ tua tủa đây này. Đấy, quy cách đánh bầu mấy các thứ thì đây còn bạch xếp thì nó trắng, màu nó trắng.
Đấy, màu nó trắng. Màu nó trắng, còn hồng đào thì nó đỏ. Nó độc đụ đây này. Đây các cái hàng này thì nói chung là bán lẻ là 4 triệu rưỡi. Đấy. Quay thì em nó sẽ quay là quay nó kỹ như này này. Đấy. Còn thực tế là đây là cái tán với cái hoa. Còn nếu mà mọi người phải phân biệt cả cái thân này này. Cái thân và thoát thân nữa. Đây, ví dụ như này này. Đấy, nó đẹp và giá nó cao là từ cả cái thân này này. Đấy, cả cái thân này, cái tán này. Xong cái tức là cái tán với cái ấy này này. Cái dăm cái chi. Đấy, quay rất kỹ. Em nó quay rất kỹ như này này. Nhưng mà không tránh khỏi việc nói quá. Nói kiểu nói quá. Mẹ bán cây bây giờ mình cũng phải xem là anh em chúng nó có nói thách không. Đây là của ai đây? Tú Phúc Thọ. Tú Phúc Thọ. Đấy. Thân đây này, thân nó phải như thế này này, thân nó nây nó đều ấy. Còn nếu mà hàng bụi thì nó rẻ hơn. Còn các cái hàng như thế này là dòng cổ Huế thì nó cây nó tức là nó khỏe, nó không bị dẹp sáp. Không bị trĩ, ít bị trĩ. Mấy cái thứ hai nữa là các cái dòng như dòng cổ Huế này này. Hoa nó thơm, bên trong nó thơm. Còn cái cây quế đỏ kia thì hoa nó đỏ hơn. Đấy là giới thiệu sơ qua, còn hôm nay giới thiệu cho mọi người cái cách đánh cây rồi quy cách mua bán rồi vận chuyển. Đấy, ông kia ông vừa mới gọi điện thế là tôi lại phải tắt đi đây. Đây. Cứ gọi cho mình. Bây giờ bên truyền thông thôi. Ví dụ như ai thuê người đánh cây thì ông Mạc ông đi ông đánh cây. Bố trí ơn nhiều lắm, nhiều ví dụ nhiều người ta ở Hà Nội, Hà Liếc thì cứ bảo là anh cho thợ bố trí thợ. Mai sau tôi còn cò cả cái việc gọi là thợ thiết cái thứ này. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà kiểu mua đất mấy cả mua chậu mấy cả bảo thợ đi các thứ là mình không ấy gì. Đấy, còn cay cả ông Mạc này luôn. Bao nhiêu, tức là mình bán cây thì cái Thủy nó bán cây bán kiếc này. Nhiều người ta mua đất mua chậu rồi thuê thợ thuê thiếc là có hết. Thực tế là đấy là công việc hàng ngày đây. Diễn ra ở dưới hạ giới bọn tôi bây giờ là 9:52. Nhưng em nó lại có một cái như thế này thì là tôi cũng thấy hay này. Em bảo là anh phát thì cố gắng anh phát vào buổi trưa mấy cả buổi tối. Chứ còn anh toàn phát 9:10 trưa ấy thì kể cả chủ tịch tập đoàn người ta còn đang làm việc bỏ mẹ lên đi như ai người ta xem. Đấy. Thế là tôi cũng bảo nhận cái góp ý ấy, nhưng mà trưa thì mình còn đi ăn trưa chứ mẹ thời gian đâu mà ấy, làm đã cả ngày đã phọt cứt ra rồi. Thời gian đâu bảo ông Mạc ấy ra đây diễn cho cháu cái tầm trưa. Công hơi cao. Mẹ cả ngày đi đánh cây như này, 9:10 vẫn đi đánh cây này, bảo 11:00 đi ra xong rồi diễn hài với mày thì không chơi được. Quý mày năm nhưng mà cũng không chơi được. Đấy, đánh cái bầu tròn như compa luôn, compa quay. Các cái hàng này là cái Thủy nó bán lẻ là 6 triệu à 8 triệu. Thủy nó bán lẻ mà. Còn lấy số lượng thì cũng không có số lượng. Và bán lẻ thì em lấy số lượng thì sao không có số lượng để lấy. Nên là túc tắc thì có chục cây thì cứ tách dần ra xong rồi bán lẻ. Thi thoảng bán lẻ thì nó cũng vui cửa vui nhà mà. Cháu chả biết, ông phải hỏi cái Thủy ấy. Ông phải hỏi cái Thủy xem là bố trí việc ấy thế nào. Cháu có biết gì đâu. Quay thì thôi chứ còn không nắm được những cái vấn đề. Thì tối có ngủ thôi quay. Không ngủ gì. Không ngủ. Không ngủ. Ngủ bây giờ ngủ bây giờ là mỗi đứa một phòng. Cháu nói này sợ ông không tin. Nhưng mà giống các cụ mình ngày xưa ấy, ngủ mỗi đứa một phòng nhưng mà lướt qua một cái là xong việc. cứ đặt đảm bảo ấy thôi. Cũng lây nhiễm các thứ nằm mệt đó. Ông cũng ngủ riêng à? Cháu cũng ngủ riêng tầm 4-5 năm rồi. Nhưng mà ông ngủ riêng là ví dụ đến tuổi là ông ngủ riêng. Còn bọn cháu đây thì thực tế là cháu nó như kiểu kiếp trước là mình người châu Phi hay thế nào ấy, cho nên lệch múi giờ. Toàn lúc nó ngủ thì mình thức, mà lúc nó thức thì mình ngủ. Toàn 2-3 giờ bắt đầu mới ngủ thì lúc ấy là sợ nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ con chúng nó thế nào. Đấy. Vâng. Các cái hàng bé hơn thì đây này. Đây nhá, tôi phải nói cho các bạn như thế này này.
Cái cây này thì nói chung là nó đắt, là cái thân này, à, cái thân này, cái thoát thân này, cái lây này, đấy, cái bóng, cái tán này, đấy. Còn tôi lại tưởng em nó bán rồi thì là tôi không live stream nữa mà không đả động đến em nó nữa ấy. À, không đả động đến những cây này nữa, không phải là không đả động đến em nó nữa. Còn tức là hôm qua nó bảo là em bán 20 mấy cây rồi thì là chắc là nó không muốn mình ấy ấy. Nhưng mà nên chú Trường với cả anh Trường bảo là mày phải bán cho anh đi mới thế nọ thế kia, thì tôi phải nói thật cho các bạn là em nó bán thì em nó bán lẻ là 44 triệu. Hôm qua em live stream thằng cu em. Nhưng mà em nó bán như thế, nhưng mà nếu mà bán lẻ thì các cái dòng này là cái dòng rẻ hơn này. Dòng rẻ hơn này. Nói chung là kiểu cái hàng tiền triệu này thì tôi mới động vào, chứ còn các cái hàng rẻ cành chiết mấy các thứ thì là tôi không ấy, và phải có số lượng cơ. Thế là thôi thì mọi người ấy thì là ủng hộ các cái hàng như thế này nữa. Ông ấy đến nay nhờ cháu không bê được đâu mà. Không, tí nữa đang bỏ mới quay vào đây. Quay vào đây á? À bầu cái gì? Ừ. Tưởng ông chỉ là nhờ bê. Đấy, bầu đẹp chưa? Nhưng mà cũng ông Mạc ông đánh à? Đâu tôi đánh. Ông đánh á? Ông đánh đây này bầu, nhưng mà cái chỗ này đáng nhá phải đánh rộng ra tí nữa nhỉ. Thấy là của nó bản thân nó cũng có dễ mấy ra đâu. Nhưng hôm qua cứ thấy bảo là cái cây đấy to đẹp như này, nhưng mà cái hàng này ở đây là đây này, ví dụ chủ lực cho các bạn mà bảo là rẻ hơn thì đây này. Rẻ hơn này. Okay. Cháu tưởng là hôm qua thằng cu em nó bán rồi thì chưa, em nó chưa bán thì đây này bán đây này. Em nó nói chung là đồ nghề của em nó rất đa dạng nhá. Đi ô tô ở trong cốp xe mới, ở trong xe là có ủng, đây này có ủng như này này. Có ủng này, có lón này. Có lón. Ừ. Đây này. Đây này, cái hàng này là hàng ấy hơn này. Xong rồi ở trong cốp xe của em nó có một cái tẹp. Là một cái tẹp, xong rồi cái tờ giấy A4 ấy là ghi số ở các cái cây này này. Ghi số ở cái tờ giấy nhá. Thế là mỗi gốc cây này em mới để số này, ví dụ số 8, số 9, số 10 này đấy. Bán hàng thì thì mình cũng ấy, nhưng mà đây là hầu như là mình quay như này thì ông nào lấy cây nào thì chụp ảnh màn hình đấy gửi cái thủy. À thằng Ninh. Ninh cứ bắt nó rung, nhưng mà từ hôm ấy chưa bán toàn bán hàng to, hàng đắt tiền. Đây cổ Huế đấy. Cái dòng này thì hoa nó thơm. Và cách làm của bà con thì làm áp dụng của kỹ thuật từ quất để sang cái này. Cây này về bao lâu nữa thì được bón phân anh thì thường một tháng sau. Một tháng sau thì bón phân. Đấy, bón phân thì thực ra là cái mà tôi cũng có hướng dẫn mọi người ấy. Ở đây thì thường là nếu mà có anh em ở đây bón phân thì là bón cái đỗ tương. Tức là phân hữu cơ. Những cái cây buộc dây này là bán rồi. Ông Trường ơi, buộc dây là bán rồi. Chưa có dây là chưa bán. Đây, thế cây này vừa quay nhưng mà cũng buộc dây này. Vâng. Đấy, chưa bán đâu. Chưa buộc dây là chưa bán. Đây, buộc dây cũng nhiều phết này. Đây, cả guitar này. À, con ở bên kia nữa mà. Nào, đi ra đây cho xem cái vườn bên này. Rồi. Vâng, em biết rồi. Cho người ta biết là cái quy mô mình sản xuất ra thế nào chứ nhỉ. Ui nhiều lắm. Đây. Cả cái ngoài này nữa cũng là, cái ngoài này cũng là cái cỡ như thế này nhá. Cũng là cỡ như thế này. Nói còn nhiều lắm nhưng mà không mua nhanh là cũng hết. Kiểu giá bọn này thì nó rẻ hơn ấy. Hôm trước tôi có bảo là nếu mà ấy thì em nó live stream mấy các thứ thì em nó bảo là đấy, em nó bán lẻ 4 triệu nhưng mà thực tế là mình mà bán lẻ 4 triệu thì sợ anh em với bà con lại bảo lãi lắm lãi lời. Nhưng mà mình mà bán rẻ hơn thì sợ em nó trách. Nhưng mà anh em này chi mà bán 4 triệu anh này bán rẻ hơn. Thế là nó thành cái vấn đề mà mình nó đắn đo ai. Thôi thì nó khó ai, các ông hiểu chưa? Em mình nó live stream hoặc em mình nó bán hàng. Nó báo ở trong video của nó là 4 triệu cũng giá công khai. Bây giờ mình bán rẻ hơn thì nó lại bảo là thế nọ thế kia. Mà mẹ ông kia mình đã tắt đi rồi, lại gọi. Cắt tóc rồi. Đây sản xuất đây. Đây quy mô này.
Các bạn có hiểu cái lỗi khổ của tôi đang đặt ở cái trường hợp này không? Hôm qua em nó gặp tôi thì em nó bảo là Em live stream em bán được hai mấy cây. Thế là tôi cũng đinh ninh là em nó bán rồi thì hôm nay chỉ đánh cái hàng to cho khách ấy. Nhưng mà theo ông Trường ông bảo là nó bán đéo đâu, hôm qua nó bán được mỗi cây còn nguyên. Mày bán đi chứ, mày bán cho anh, cho chú đi còn gì. Thế là tôi bảo vâng, thế thì để tí nó cháu bán. Nhưng mà cái chính là hôm qua em nó live stream hay em nó bán hàng thì em nó bảo là em bán lẻ 4 triệu. Mà em bán như thế rồi thì em nhận khách như thế rồi, thế là tôi cũng đắn đo cái việc mà tôi đang phát cho các bạn này này. Ví dụ như em ấy bảo là em ấy bán lẻ 4 triệu một cây. Thế bây giờ mà tôi báo cho các bạn 3 triệu thì thành ra là em nó bảo là tổ sư anh thế thì hại em không như thế nọ thế kia ấy. Trong khi hai anh em cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc. Nhưng mà bán mà ví dụ như mà bán rẻ hơn thì nó mệt. Còn bán bằng giá thì đấy ông Trường hoặc là bà con lại nghĩ mình nãi nắm nãi nòi, nó mệt. Cái hàng này thì có số lượng nhá. Hàng này là cây thì nó to, tán nó to. Nhưng mà cái hàng này hàng thoát thấp. Đây cho các bạn xem này. Đây là ở Văn Đức. Đấy các ông hỏi giá thì tôi lại không nói giá. Được thì là các ông lại chửi. Mà nói giá thì là thằng em, cu em nó lại bảo là em báo người ta 4 triệu này anh này. Anh lại phá giá, anh lại bán rẻ hơn em. Cái hàng này này là các hàng nó thoát thấp hơn. Đấy nó xem từ 3 triệu đến 4 triệu những cây mà thoát cao ấy. Cây thoát cao thì nó tầm như thế. Đây thì gốc của nó này. Gốc của nó tầm 2/7. Tầm 2/7 3 phân. Thoát thân tầm 50 phân. Đấy các cái cây thoát thấp hơn thì giá nó rẻ hơn. Đấy. Tùy theo cái việc thoát thân thấp hay thoát thân cao bóng tán nó thế nào. Tầm cái thủy nó phẹt cho mọi người thì cứ ở giữa thôi thì 3,5 triệu. Cao cây thì 2,2 m. Đấy. Nhiều mà. Cái tạng như thế này này. Nếu mà bán số lượng ở đây thì tầm hơn 2 triệu. Đấy, bán số lượng tôi còn nói rõ ra là bán số lượng là hơn 2 triệu. Giá số lượng thì tôi không sợ tại vì em chỉ báo giá lẻ. Thế bây giờ các ông hỏi thì các ông mua một cây không? Thì là tôi cũng phải báo giá lẻ. Mà báo giá lẻ giá mà rẻ hơn em nó thì lại mẹ này anh lại đi cạnh tranh với em. Còn nếu mà báo giá số báo giá kiểu rẻ hơn ấy thì anh lại đi cạnh tranh với em. Đắt hơn thì lại bảo mẹ mình nãi nắm nãi nời. Hoặc bằng cũng là nãi nắm nãi nời rồi chưa nói ơi. Đấy còn rất nhiều, còn nhiều lắm. Gọi Tân Kế chắc nó gọi mình để nó úp soạt mình rồi. Đây cây này đẹp thế này. Cây nào buộc dây thì bán rồi, cây nào chưa buộc dây thì chưa bán. Có cây hoa giấy hôm qua cái thủy nó vừa ấy này. Mở like đánh cờ thì phải chắc là tối, nhưng mà tôi bận lắm thật. Ông kia ông bảo là đây này như cây này đẹp này. Cây này như cái tạng ngoài kia kìa. Còn hoa hồng cổ Sa Pa hôm nay cũng ấy cho khách nữa cơ. Những cái hàng thoát thân hay hàng thấp ấy. Đấy, đẹp không? Đây là hoa hồng cổ Sa Pa này. Cổ Sa Pa nhưng mà có những cái triệu chứng mà năm nay nó nhiều bông nó không nở bung nhá. Đấy, nó không nở bung được như này đâu. Đấy, những cái này thì các bạn có thể chụp ảnh màn hình xong rồi báo số lượng hay cái thủy nó lại báo giá cho. Ở trên TikTok thì có 3 số ấy, trừ cái số 4586 của tôi ra đừng gọi. Thật. Cố gắng nếu các ông thương tôi thì các ông nhắn tin Zalo, đừng gọi. Ông gọi mệt lắm, gọi bây giờ là không ấy được. Đấy anh em còn đang đánh cây nha, nhưng mà tôi rất là yêu quý các ông ra đây báo cho các ông cái hàng rẻ hơn. Các hàng này cũng là hàng rẻ hơn. Đấy chứ còn mình bán thì toàn là các cái hàng 8, 9, 10 triệu ấy thì các ông lại không phải là đại chúng ấy. Nhưng mà thằng cứ em nó nói thế để chắc là mình cũng không, nó cũng không muốn mình bán cái hàng này động chạm. Thì nó bảo em bán hết rồi. Em bán hai mấy cây, một buổi live stream của em hai mấy cây. Thì nhưng mà sang anh Trường mấy cả các thứ thì vẫn bảo là ôi nó bán đéo được, nó bán cả ngày được một cây. Mày phải bán hộ anh, hộ yếc cái thứ đi. Đấy như các ông thì hay bảo cò lọ cò kia. Những cái người sản xuất này, ông anh em này, ông bà con này. Đấy, rồi kể cả từ ông Mạc đánh cây. Mình cái tính chính danh của mình rất là cao. Mà thêm nữa là đến cái giai đoạn này tôi chỉ giới thiệu về hoa hồng, báo giá, sản xuất xong rồi hướng dẫn mọi người cách làm. Đấy, cho mọi người địa chỉ nếu mọi người mua lẻ. Nên anh em rất quý nha. Nhưng mà cái chính anh em với bà con rất quý. Mình cũng nói thực tế luôn chứ không phải là lỗ. Đấy, nói thực tế. Sát thực tế nhất. Đấy, còn cái dòng này là dòng lấy số lượng là hơn 2 triệu một cây. Lấy số lượng. Lấy lẻ thì tùy 3 triệu, 4 triệu. Nó tùy thoát thân thấp lên thôi. Thoát thân cao hay tùy cái thủy nó bán. Đấy, thoát thân cao như này xong rồi bóng tán nó đẹp lên thì giá nó đắt hơn.
Còn cái dòng này là cái dòng, dòng này là dòng quế đỏ này. Đấy các bạn nhìn nhá, cổ Huế với quế đỏ để tôi hướng dẫn cho. Các bạn nhìn những cái chùm của nó này. Màu này thì màu đỏ hơn, quế đỏ mấy cả quế xoan thì nó đỏ hơn. Nhưng mà nó lại không thơm. Hiểu chưa? Cái loại này thì thực ra là cấu nó hơi khó chứ còn. Phải cắt, chứ còn cấu này nó không ra được, chứ không phải tôi tiếc đâu nhưng mà. Tại vì cái tính chính danh của tôi ở đây thì nó cũng rất là cao đấy, không phải là đùa đâu. Đây này, cấu nó rất khó nhỉ. Này. Đây là cái dòng cổ Huế thì hoa nó bé hơn, màu nó nhạt hơn. Đây. Còn quế đỏ thì hoa to và màu nó đỏ hơn. Nhưng mà cái dòng cổ Huế thì nó lại được cái thơm. Hai màu này với cả mọi người không chuyên ấy thì khéo mọi người sẽ lẫn giữa cây cổ Huế này với cây quế đỏ này. Cây quế đỏ này thì nếu mà mua số lượng thì tầm đâu đó là 800 đến 1 triệu. Còn mua lẻ thì thường là anh em nó sẽ phẹt gấp đôi. Là đâu đó 2 triệu đến triệu rưỡi 2 triệu. À, ai bán rẻ thì là triệu rưỡi. Đấy, ai bán rẻ thì triệu rưỡi, còn nếu không là phải phẹt 2 triệu. Đấy, còn tùy ví dụ như tôi báo như thế là anh em biết để hỏi cái Thủy. Còn mua đâu rẻ hơn thì có thể là mua. Còn mọi người mua hoa hồng hoặc các thứ ấy thì mua hoa hồng thì nó sẽ có những cái nhóm hội về hoa hồng. Đấy, ở trên hội hoa hồng mà cái cây này mà anh em chụp lên mà anh em gặp ở trên hội thì cũng là anh em với tôi thôi. Bán thôi nhưng mà có thể là giá cao hoặc giá đắt. Giá đắt, ví dụ như là có người thì đấy thì em nó live stream em nó bán 4 triệu những cái tặng này này. Thì tôi không can thiệp nhưng mà đấy, đây tôi cũng chỉ phụ trách cái vấn đề là giới thiệu cho mọi người là cổ Huế này mấy quế đỏ này. Mấy giá sơ qua. Đấy, giá sơ qua. Chiều cao của những cái cây như này thì nó tầm từ 2,5 m, 2 m, từ 2 m trở lên. Đấy, từ 2 m trở lên. Tất nhiên là trâu chậm thì uống nước đục. Cái người nào chốt sớm thì sẽ chọn những cây to, tán nó đều. Cái Thủy nó phải chọn ở trong cái các cái luống này này. Trong tất cả như này này. Những cái cây to này. Cây to mà đều tán, đang hoa. Còn đấy. Chứ còn không phải là ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn, không thể là đồng đều được. Ở kia những cây đẹp thì đấy là anh em cũng sáng nay cũng bán được chục cây rồi đấy còn gì. Các bạn thấy những cái cây đang buộc ấy, đang buộc dây, cứ buộc dây là bán. Đấy, các cái hàng này nếu mà ấy thì là phải đánh bầu rộng ra. Đấy, còn nếu ông nào có ấp ủ là các cái, ví dụ như cây này là đẹp này. Đấy, nó đẹp là vì làm sao? Tại vì các tán của nó đều. Đấy, ví dụ như các bọn này thì hơi sơ. Đấy, nó kiểu nó không đều ấy. Còn thực ra là nó cũng cùng một tạng ấy. Cùng một tạng tiền, cùng một tạng giá. Nhưng khi các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn những cây như thế này này. Nó đều ấy. Đấy, hai cây này các bạn nhìn là nó thì rõ ràng là cái cây bên này nó sẽ đẹp hơn. Đấy, để ý cái tổng thể. Xong rồi cái nữa là nếu mà đi vào thì thấy cái thân nó ra sao, thoát thân thế nào. Đấy, nó bịt đây này. Phí ship thì là phải tùy theo các bạn ở đâu nhá. Bạn kia bạn hỏi là cái gì nhỉ? Bạn Huy Vũ giá với phí ship thế nào bạn? Thì thực ra là như cây này thì anh em chúng nó bán lẻ là 4 triệu đây. Nhưng mà cái Thủy thì chắc nó bán rẻ hơn. Tại vì bán đắt cũng đéo được. Bán đắt ông Trường mấy cả anh em chúng nó lại bảo bán đắt bán thế nọ thế kia. Mà tôi thì nói thật ra là hôm nay video này này, tôi cực kỳ ngại. Đấy. Nhưng mà thằng cu em mà nó hôm qua nó vừa bảo tôi như thế xong rồi nó bán lẻ 4 triệu thì tôi biết như thế rồi. Xong rồi bây giờ vào đây thì gặp anh em này bảo là bán đi, hôm qua nó bán được có mỗi một cây. Thế là thành ra là mình không bán thì mình ngại. Cho nên cầm điện thoại ra đây livestream cho mọi người là cũng vì thế đây. Không bán thì không được. Mà bán thì lại sợ động chạm đến anh em. Có nhiều người anh em mà anh là anh em không? Mình làm sao mình cũng phải nói thật luôn cái nỗi khổ ở trong cái bọn như này. Cái hàng rẻ hơn so với hàng ông Mạc đang đánh ấy. Hàng ông Mạc ông đang đánh thì nó thân nó sạch, nó thoát thân cao. Bóng tán thì nó cũng đẹp hơn bọn này. Đấy, bọn này là bọn nùm ấy. Giá nó rẻ hơn. Rẻ hơn như thế là rẻ hơn một nửa. Bọn mà tôi đang quay ông Mạc ông đang đánh là cái Thủy nó bán được 8 triệu. Anh em chúng nó là hôm qua live stream nhưng chỉ dám live stream bọn này thôi. Nó rẻ. Hoa nó to, nó đẹp. Còn cái hàng kia, hàng mà ông Mạc đang đánh ấy thì nó thoát thân cao, nó đẹp. Đấy. Ngọc Trinh ấy, gọi là bọn hoa hậu ấy, với cả bọn gọi là người mẫu nó khác. Người mẫu thì chưa chắc đã vươn tới hoa hậu, nhưng hoa hậu nó thích thì nó làm người mẫu cũng được. Các bạn hình dung giờ đấy. Còn cái bọn này thì không phải là thị nở đâu. Thị nở tức là những cái bọn mà chả có tí hoa nào hoặc nó sơ sơ sắc sắc.
Mà khi tôi quay cái cây này lên bảo 3 triệu, 4 triệu thì mẹ những bọn khác nó bảo mày có mua không, về tao 400 nghìn. Nhưng mà nó, người ta chỉ nghĩ đến là chiều cao là hơn 2 mét. Xong rồi gốc nó to như thế. Nhưng mà làm gì có tí hoa, tí lá nào. Đấy, còn như các bạn nhìn, đấy thế các bạn mới phải hiểu là cây như thế nào thì giá như thế. Đấy, cây nó do độ đẹp. Chứ còn nếu mà con người mà cứ tính là có đủ hai mắt, hai mũi, hai chân, hai tay thì là chỉ có giá ấy thôi. Thì mà thị nở với cả hoa hậu mới cả MC với người mẫu nó cũng chỉ cùng giá thôi. Cũng chỉ 150-200 nghìn một đêm thôi. Nhưng mà có bọn nghìn đô. Đấy thì là hôm nay giới thiệu cho mọi người là hai cái loại ý. Còn kể cả cái loại đào cổ với cả bạch xếp này cũng thế này. Nó sẽ có giá khác nhau. Cây là do là cái tán nó như thế nào, cái thân như thế nào ấy. Còn tôi thì từ trong Tết mấy cả các thứ là trong một năm nay các bạn thấy toàn lấy những cái hàng gọi là nó đẹp hẳn đó. Đấy là người ta có tiền là người ta cần cái đẹp hẳn. Đấy ví dụ như hồng đào này. Hồng đào với hồng bạch là những cái tảng như này là bán lẻ 4 triệu rưỡi. Đấy. Đào với bạch. Còn đây là ba cái cây của em nó. Đây ví dụ như cây này. Còn nếu mà bên kia thì lại rẻ hơn. Bên kia cái thân mấy cây tán thì nó không bằng thì nó lại là rẻ hơn. Ông nào ấy thì là cái thủy nó sẽ chụp ảnh hoặc nào nó ấy cho. Còn các cái hàng này nó đẹp từ bóng từ tán này. Đấy, từ bóng từ tán nhá. Đấy, quay kỹ cho các bạn, quay chậm lại nè. Đây này, xong rồi cái thân này. Từ từ rồi tôi đọc bình luận cho nhá. Muốn đẹp vừa vừa thì sao anh, thì cái hàng bên kia. Hàng đang xén kia kìa. Đẹp vừa vừa thì như thế. Còn ở đây thì là cái hàng như thế này nè. Là bán lẻ 4 triệu rưỡi. Mấy cái thứ hai đó là cái hàng cổ Huế thì hàng bé là hết rồi. Hàng to như này là 8 triệu, lẻ 8 triệu. Đấy. Nó do cái khách hàng của tôi nữa mà. Bây giờ thì các khách hàng người ta mua của mình thì toàn những khách người ta có điều kiện, người ta cần đẹp hẳn này. Còn các bạn là người mới thì nếu mà có ấy thì là phải gửi cho cái thủy thế là nó chụp ảnh xong nó báo giá. Xong rồi hôm nào bạn mua thế là đánh thì là cái buổi này là sau cái bán hàng ấy. Thì tôi mới live stream những cái ấy. Chứ nhiều thằng nó ghen ăn tức ở, nó lại bảo mẹ diễn, bọn này diễn. Tí nó bảo ông Mạc đánh chán chê. Tí nó tắt live stream đi, lại trồng xuống. Lại trồng xuống. Còn hàng Tuân Khế nó còn rẻ lửa. Cây nó cũng to, gốc nó cũng to như này. Cả chậu luôn. Nó có đâu đó là khoảng tầm 3 triệu. Cả chậu luôn. Đây còn hàng này, hàng ở dưới đất. Đấy, ông Mạc ông đánh cũng chuyên nhiều. Đấy, hàng này nó bán lẻ 8 triệu đấy. 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 Đấy thì các bạn cũng phải biết chứ không biết thì. Xong rồi tổ sư lại có một các cái bạn kia bán vào, bạn bảo ui dùi ôi đẹp gì hồng ghép. Hôm qua thì mẹ quay cái cây Mộc Hương của ông anh cũng tên tuổi ở cái làng Mộc Hương. Nó bảo là về Thái Nguyên cái loại như thế này có 100 cây. Nó bảo là mẹ toàn những bọn chả biết cái mẹ gì, cứ cho tay vào cầu trì rồi điện nó giật cho. là cái hàng Mộc Hương ở bên trên Thái Nguyên ấy, là cái hàng Mộc Hương tàu ấy thì nhập bao nhiêu chả được. Đẹp không? Đẹp như thế này chị em về chụp ảnh. Ông nhiều ông thì cũng không ấy gì thì các ông ấy bảo là cái gì nhỉ? Đây là cái cây cái thủy đấy à ông? Đấy, thôi ông đánh đi. À thằng em Ninh này. Mẹ cứ sợ nhỉ. Nhưng mà mày hơi đen đấy. Cứ lần nào mày lên hình là video đéo được đề xuất gì. Mộc hoa tàu hoa vẫn thơm. Thơm hơn cả mộc ta luôn. Nếu mà mộc tàu thơm hơn mộc ta. Nó đôi khi nó do vía đấy. Kể cả bán cây cũng vậy. Quen biết những cái nhà người anh em hoặc cái thứ loại kia. Tại sao mà vẫn bán được là gọi là hợp vía đấy. Nhiều khi nào là đến một cái tuổi nào đấy là mình cũng tin một tí cái vấn đề tâm linh. Có những người anh em nhá. Cây có thể rẻ, cây có thể đẹp nhưng mà không bán được. À, nó hợp vía kiểu anh em nó hợp thì đéo gì ấy. Đấy thì các bạn biết là cũng chỉ đây là ở đây là gì nhỉ? Văn Đức Gia Lâm. Văn Đức Xuân Quan á? Không. Văn Đức Gia Lâm. Xuân Quan qua Xuân Quan thì mới đến Văn Đức. Đây địa phận của Hà Nội rồi. Cũng thủ đô rồi. Đấy, đây này.
mộc ta lại chia ra vùng miền xuất xứ đúng không bác? Nó do như này này, mộc ta thì đầu tiên cái giống cây mộc ta thì chỉ có một. Nhưng mà chia vùng miền là tại sao? Tại vì cái thứ nhất là cái chất đất, cái khí hậu. Đấy, cái hôm qua là ngồi anh em ăn ở nhà thằng thằng em Tiến à? Thằng em Tiến hôm qua nó về nhà mới. Nhưng mà nó nói cái vấn đề là thằng em Hiền Tồ này lấy cây hồng này từ dưới Nam Định. Đấy là mấy anh em có bảo là nếu mà hàng Nam Định về xong rồi đánh lên thì nó không đảm bảo bằng hàng Hưng Yên. Thì mộc hương ta hay tất cả các thứ. Dân em làm click TikTok được. Ừ cũng được. Ôi kinh thế nhà cũng nó bán hàng này, đéo đùa được thằng này. Thằng này chính là đối thủ cạnh tranh của tao. Mày sao kia? Ừ quá sợ mất khách. Nó bán một cây 8 triệu nhưng mà nó chỉ nãi mỗi cây 20 thôi thì ai đọa được với mày. Hôm qua nói chuyện là cái bạn gì ở làng hoa này, bạn ấy lấy cây 80.000, bạn bán 85.000. Xong rồi lại còn bà con ở đây thì là mang cây ra thì lại không xếp xe ai. Là cuối cùng nỗ trêu em nó cứ đăng thoải mái đi chứ. Mày đăng thoải mái thì còn kiếm thêm thu nhập chứ. Ừ 100.000 xong rồi follow mẹ 100.000 follow nhưng mà toàn fan khá bảnh mấy cả fan Phú Lê ấy, thì mày bán tao mua đéo gì cái bọn cái nick ý. Ừ, cây này cái chắc cái thủy hình như là nó bán lẻ tầm 8 triệu cái này này. Thì là nó khác so với các cái hàng kia, còn các hàng bé này nó nói rồi. Đây này. Đấy đứng ở đây nó đẹp này. Tại vì cái ở đây cái nhìn được các bạn là cái thân. Làm sao cũng bảo cái thủy nhưng mà thường là các hàng dưới tiền triệu là tôi không bán lẻ đâu. Thật. Bán lẻ phải cây 1 triệu trở lên, từ tiền triệu trở lên. Như cái hàng đằng sau của ông ấy các bạn tưởng là ít à? Cũng là cái hàng mà nói chung là nếu bán lẻ cũng phải được triệu đấy, cây sau kìa. Đấy. Còn cái cây này thì nó đẹp rồi, không nói năng gì rồi nhưng mà quay cho các bạn cái đẹp. Đôi khi thì quay cái đẹp và để bán cái những cái hàng này cũng được nhưng mà mình cũng qua cái thời kỳ rồi. Bây giờ bán những cái loại này còn không có thời gian thì bán những cái bọn này nó mất thời gian lắm. Xong rồi các bạn mặc cả kiếp nó mệt. Hôm qua em nó cũng nói thì tôi mới bảo là nếu mà em mà bán ship code mới bán những cái hàng 500 1 triệu ấy thì dần dần cái khách hàng của em, những cái người mà xung quanh em, người theo dõi của em là toàn những cái người mua các cái cây 500 1 triệu này. Nhưng mà anh mà bán những cây 8 triệu này thì có cả những cái người muốn mua cây bé người ta cũng theo dõi mình. Xong rồi những người ta muốn mua cây 20 triệu người ta cũng theo dõi mình. Còn như cái cây này có phải ai cũng bán được đâu, ai cũng có khách hàng để bán được đâu. Đấy, mọi người có thể chụp ảnh thì rất là nhiều nhưng mà chụp ảnh cây này để bán những cái dòng bé. Đấy, còn những cái dòng bé này là cái thủy nó cũng bán hết rồi. Đấy, còn đến cái dòng to này. Dòng to này thực ra là nếu mà để mà tôi mà chọn cho khách thì tôi phải chọn 2-3 cây đường sau. Rồi tán nó to kinh khủng luôn. Những cái dòng này kiểu vòm biếc nó rồi tán tiếc nó tròn này. Đấy, đây này như hai cái cây dưới này. Ở cây bọn này nó bọn tán của cũng cùng giá tám lẻ 8 triệu thôi nhưng mà tán nó phải to gấp rưỡi. Thế này. Ông Mạc mà đánh con này thì chắc ông Mạc không ấy được. Nó to lắm. Đấy không biết cái thủy nó tại sao nó chọn những cây nhưng mà nói chung là nó cũng đẹp. Nhưng mà để mà tán to thì bọn ông Cách này phải to. Đây này. Mẹ nó tán nó to lắm, nó phải to gấp rưỡi so với cây đang đánh. Tán cây đang đánh nó chỉ tròn thôi, còn cây này thì nó mới to này. Tán nó to lắm. Ông Mạc mà ở đây thì mất hút ông Mạc luôn. Ông Mạc đánh cây ấy, nếu mà để vào dưới cái ông ấy mà chui vào đây ông đánh thì mất hút ông Mạc luôn. Không nhìn thấy ông Mạc nữa luôn. Đây là tôi cũng phải đứng cách mấy mét. Đấy. Cây kia thì tán nó kiểu nó tròn này, đây nó tròn kiểu này. Còn tán như bọn mấy cây này mà tôi mà chọn cho khách của tôi, mình lại không phụ thuộc việc bán hàng. Mà nhiều khi khách thì người ta chụp ảnh cho người ta mấy cây ấy, người ta lại cứ chọn những cây này thì lại đánh cây này. Đấy. Còn với tôi mà nói thì các bạn nhìn những cái cây mà tôi chọn đấy thì phải tán nó phải to. Đấy, tán nó phải to cực kỳ. Ông Mạc mà vào đây là ông Mạc mất ông Mạc luôn. Các bạn hình dung chưa? Cái bọn này là những bọn to à. Bán lẻ 8 triệu còn đầu video thì tối nay các bạn xem hoặc bảo cái thủy nó chụp cho cái loại 3 triệu 4 triệu. Đây. Đây có mấy cây ở đây nữa này. Đấy chỉ quay hàng to thôi. Hàng đẹp thôi. Đây. Còn những cái loại mấy trăm ấy thì là chỉ bán số lượng thôi. Tầm này cũng bận đi. Đấy nhìn này. Đấy. Hôm nay có mỗi ông Mạc mới cả ấy thì này thì bê làm sao được. Kiểu đéo gì mình cũng lại phải bê cây. Đấy này. Rồi các bạn xem này.
Thằng em tôi hôm qua nó chắc nó không muốn mình dính vào, nó bảo em bán hết sạch rồi. Đấy, đấy mình chọn những cái cây nó phải to như thế. Còn cái cây này là bán rồi, cây này bông nó rất thơm. Nó bị là nai tai tạp. Ở đây có một cây là đột biến. Hoa vừa trắng, vừa là bạch xếp, vừa là hồng đào. Còn cái cách làm sản xuất hoặc là các thứ ấy thì nói chung là kể cả như các anh em đây này, nếu tôi chọn là tôi chọn cái này. Mẹ tán con này nó to lắm ấy. Tán con này nó to à. Chiều cao như con bọn này là 3 mét. Đấy. Thấy chưa? Nhiều người xem quá nhưng mà thằng con thằng Ninh nó không phát hộ mình được. Cũng không muốn ấy nữa ấy. Nó dài quá rồi, tí là tôi là thằng khổ. Hết ngày là tôi là thằng cắt video này. Tôi là đăng, thằng đăng này. Nên nó mới mệt. Cây nói chung là đa dạng các chủng loại mà. Nhưng sức người có hạn cho nên là làm thì nó cũng chỉ thế thôi. Đấy, khách hàng thì bán mỗi ngày tầm 5-6 cây, 6-7 cây này là thôi là về chơi mấy con. Cũng không thèm tiền mà khao khát tiền đến mức ý. Nếu các bạn thấy tôi live stream cho các bạn như thế, nhưng mà có yêu cầu các bạn chia sẻ hay là like hay là mua hàng thế nọ thế kia đéo đâu, các bạn ấn vào giỏ hàng follow tôi đi. Hầu như các bạn nhìn thấy giọng của tôi không ấy. Mình cứ gieo nhân thôi. Còn cái việc các bạn theo dõi tôi, các bạn mua hàng, các bạn like, các bạn chia sẻ, nó là cái kết quả. Mình gieo nhân xong rồi quả nó tự đến. Đôi khi quả nó đến nhưng mà mình cũng không nhận đâu mà thật. Có cái câu chuyện nó bảo là nếu mà ba cân vàng thì phải có 4 cân phúc mới gánh được. Đấy, bán hàng như thế này cũng là đi bòn cái phúc của mình đấy. Đấy, và tôi cũng phải hướng dẫn các bạn xong rồi phải có trách nhiệm. Chứ có phải là mà nhiều đơn vị nha, hoặc nhiều anh em tối chúng nó live stream toàn mộc hương tàu, nó bán thành mộc hương ta ai. Là ngoài trừ cái việc bán hàng là đã bòn phúc của chính bản thân mình, cái thứ hai còn bán hàng lừa đảo. Đấy, bán hàng không chân thật. Mộc tàu thì cứ nói mẹ mộc tàu đi, còn cứ mộc ta hoa vàng. Đáng nhẽ cây này tôi phải bán 8 triệu cơ, nhưng mà thôi hôm nay bán 3,7 triệu. Tại vì người ta bán mộc tàu ấy. Đấy, tức là cái việc bán hàng này theo như kiểu ngày xưa ấy, nói thật ra là cái đạo Phật hoặc là nhân quả các thứ là 50-50. Càng nhiều tuổi mình lại càng kiểu nghĩ là nhân quả nó cũng là cái khách quan. Ngay cái việc bán hàng như này là tôi cũng đang bòn phước hoặc là bòn phúc của chính mình đấy. Thế là tôi lại phải bù đắp cái phước ấy bằng cách là hướng dẫn hoặc là lôi kéo các bạn về Văn Đức mua hàng. Đấy, để tạo công ăn việc làm và tiêu thụ, cả ai bán hàng cũng được. Để thằng cu em hoặc thằng em Hiền Tổ hoặc kể cả thằng em Ninh này nó bán hàng cũng được. Đấy, để bồi lại cái phúc đức cho mình ấy. Có phải kiếm tiền là sướng đâu, mẹ kiếm tiền là đang bòn phúc đi đấy. Thế lại phải hướng dẫn. Lại phải hướng dẫn. Đấy, đẹp không? Nhưng mà nó sát quá. Đây, ông Mạc đây hôm nay lên TV nhá. Nhớ ông Mạc mở TV kênh VTV3 lúc 7 giờ tối nhá, để xem để xem thời sự. Bảo tưởng là lúc ấy là tao được lên TV, hóa ra có phải mẹ đâu. Lên chỉ được 7 giờ là xem thời sự. À, mấy cái máy bơm chạy bằng cơm này. Đấy, tưới cây rồi đánh cây rồi ship hàng. Phân chia các bộ phận là lao động rõ ràng. Ờ đúng rồi, bạn Nguyễn Thúy có đây. Các bác vào cái tên TikTok ấy là nó có 3 số điện thoại, thì trừ cái số 4586 của tôi ra thì 2 cái số kia kìa. Còn làm việc bây giờ đơn giản lắm, tôi lại hướng dẫn các bạn mua hàng nha. Ví dụ như cây này thì bán rồi, các cái cây mà đánh như thế này là bán rồi, các ông đừng hỏi cây này làm gì. Đấy, còn cái tạng như thế này thì cái thủy nó bán lẻ là 8 triệu. Đấy, các bạn hỏi thì chẳng nhẽ tôi không nói. Mà nói thì tổ sư chúng nó lại gọi mình là cò à? Thật. Đó, bây giờ không bán báo giá nha, là chúng cái người muốn mua là người ta chửi. Mà mẹ mày bán hàng hay mày bán dâm mà cứ hỏi mà mày không bao giờ báo. Nhưng mà báo thì chúng nó lại toàn gọi là cò à? Đấy, thế mới đẻo chứ nè. Không bán hàng thì giới thiệu đây là hồng cổ Huế, hoa nó thơm rồi cách trồng các thứ. Thì là nhiều thằng nó còn bảo thế này mày quay với dụng ý gì. Tôi bảo mày có phải bộ trưởng bộ TikTok không, tao quay cái gì tao phải xin phép mày không. Đấy, đây này. Toàn mang cova đi quay thế này. Đây này, đánh bầu này. Đánh bầu xong như này là ấy gốc này.
ông Mỹ ông ấy quay, anh Phương bây giờ anh đi. Ông ấy đánh kinh lắm rồi. Thêm tí rượu vào thì ông đánh tròn lắm. Anh Phương nó đánh mộc ấy không nhanh ghế hết mộc. đánh bầu. Này là đánh rất tròn đây này đấy, thấy chưa? Thằng em Quý đang náo loạn mộc thì anh về nhanh hết mộc rồi. Mộc miếc là dạo này mình cũng ớn, kiểu nói chung là đa ngành đa nghề quá cái mẹ gì cũng ấy này. Cũng phải mất 2 hôm là đánh bán cái cây cây gì nhỉ? Cái sen đất sen cạn ấy, cho nên là cũng ảnh hưởng có bán được hồng đâu. Chứ còn cứ ra đây nói liên thuyên như này cũng chốt được 3-4 cây nói thật. Với cái tốc độ mà như kiểu các ông đang tầm 1.000 người đang xem này thì kiểu mẹ gì chả có 1-2 ông nạc quạc mua một cây. Hiểu chưa? Đấy, nói chuyện với cả ông Mạc với cả nói anh em thì sợ các ông không tin. Giống như tôi đang thả thính như này. Nhưng mà thường là tầm 1.000 người đang xem này thì tôi phải xin phép các ông trước nha. Là tầm 900 ông là cá dọn bể. Đấy, 10 ông là những con mà có khả năng là đem lại doanh thu thật. Ừ, đấy. Còn đâu là dọn bể hoặc là long quăng hoặc là bọ gậy nó cũng rất nhiều. Nhiều thằng nó chửi mình là toàn bọn phá quấy rồi. Đấy. Cho nên là đấy là tôi cũng xin phép trước rồi đấy, nhưng không phải là xúc phạm đâu, nhưng mà cũng muốn là đấy anh em là cố gắng chí thú làm ăn. Xong rồi xem nay ít thôi. Đấy, không như các đơn vị khác hoặc như anh em chúng nó là cứ muốn các bạn cuốn vào. Mẹ hôm qua mình xem live stream chúng nó bán mộc cũng hồi hộp. Cũng ấy, biết là chắc chắn học tàu rồi, nhưng mà mình xem live stream xong ông bảo mẹ hay là đặt thử 1-2 cây về xem nó thế nào, xem có phải là nó lừa đảo hay không. Mình trong khi mình biết chắc chắn là lừa đảo nha. Còn cái việc mà như mình live stream cho các bạn như thế này thì thực tế là nó cũng không nặng nề cái việc bán hàng ấy. Cho nên cứ thoải mái mà ấy. Còn nhiều ông thì ghét mình lắm, tại vì có thể là nói ra cái điểm yếu của bản thân đi. Nhưng mà cũng cố gắng thôi. Nếu mà có tiền thì hiện tại bây giờ không có tiền, nhưng mà có thể 3-4 năm nữa thì cũng không có tiền thì sao? Tưởng là 3-4 năm nữa có tiền, nhưng mà có thể cũng không có tiền thì sao? Phải làm nó phải đúng cách. Xong rồi việc bán hàng, việc giới thiệu sản phẩm, rồi các thứ mấy cả mẹ bây giờ tắt điện thoại đi, tiếc này, tiếc toàn tầm 1.000 này đây này em ơi. Tiếc lắm. Đã đi 1.000 rồi. 917 thôi. Rõ ràng đầu tuần lại 1.000. Mày phát đi. Hôm qua thằng Thế Anh với cả anh em chúng nó bảo là anh phải phát vào cái tầm giữa trưa ấy. Mẹ toàn phát 8-9 giờ thì bảo 8-9 giờ tao mới đi đánh cây. Bây giờ giữa trưa thì bảo ông Mạc ra đánh cây làm sao mà được. Đỉnh nhất của anh Tuân là bao nhiêu mắt xem? Tao hôm ấy là phát cái đéo gì ấy, Lục Bình ấy, 1.007. Bây giờ là vẫn là đỉnh cao là 1.007 hay là 2.000 gì đấy. Tầm 2.000 nùi. Quýt Lục Bình á? Quýt đi, hôm phát quýt đi. Chứ còn tầm 1.000 ấy, mẹ cái hôm phát quýt Lục Bình mà cái lúc tắt đi rồi vẫn 1.500. Nhưng mà lúc ấy mình lại không nghĩ để ý mắt xem. Tại tôi đã bảo rồi là quân cốt tinh chứ không cốt đông. Đấy, tướng thì không có nhiều. Tức là cái người xem ấy, nó tinh nhuệ. Nó có chất lượng, không cần đông. Đông toàn bọn fan khá bảnh vào thì nó cứ làm củi với cái thứ gì. Nhưng mà anh bảo thật nha, mày có suy nghĩ giống anh không? Nếu mà anh chọn cho khách thì khéo anh chọn những cây này, đây này. Cây mà tán nó to ấy, đây ví dụ như cây này. Đây này. Mày thích bọn tròn tròn kìa. Đây này, tao nếu mà tao chọn cho khách chọn những cây này. Cây này nó cao tầng gì? Không, cây này tán nó to à. Không thích à? Nó không tròn. Nó không tròn kiểu. Đúng rồi. Đúng rồi. Bọn này nó gọi là nó xòe. Anh lười em à, anh bản thân anh cứ thích nó tán nó to à. Còn cái con này thì thật sự là đặt vào ấy là nó đẹp. Tán nó bé nhưng mà. Như con ba ấy. Đẹp nhỉ? Đấy, đẹp chưa? Quá nhiều lụ luôn. Bọn này là nẻ 8 triệu. Thì không lấy chậu cho khách à? Em lấy một cái rồi tí về lấy tiếp. À đấy. Nó bây giờ lấy hai cái không xếp được, phải lấy một cái một. Ôi thế là lấy một cái một à? Lấy một cái xem xếp. Nhưng mà hôm nay khách đi đâu này? Đi Hải Phòng. Đi Hải Phòng à? Ui rồi. Hải Phòng không đồng vòng. Phòng xa phết đấy. Không thì sẽ vào trong. Được đấy. Tôi đấy là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh nhá. Thứ nhất ông Mạc nó có việc để làm. Thằng em Linh là nó có cái chuyến chạy công tác xuống tận Hải Phòng. Đấy, mình thế là quái. Cây thì tiêu thụ được. Thế là quá lợi ích rồi. Lại còn có những video để cho bà con vào chửi nhau loạn xì ngạo. Cứ chửi tôi xong rồi tôi không để ý gì là cứ chửi nhau thôi. Mấy ông cứ ngồi chửi nhau. Và mình quay như này xong rồi các bạn hỏi giá mà tôi nói đi nói lại chẳng lẽ bây giờ ghim. Còn các cái hàng này thì các cái cây đang đánh này, cả cái cây kia kìa, là cây chuyển cho khách rồi.
Đấy, các bạn hỏi xong rồi, mua những cây này là không mua được đâu. Đấy, cây của khách. Thằng em Ninh nó bảo là những cái dòng này là em thích, chứ không phải theo cái sở thích quái đản của anh là cứ to là thích. Tán nó to ai, mà tán nó phải cân đối, nó tròn. Đấy. Cái vẻ đẹp thì mỗi người một đấy, mà mỗi người một thích nhỉ. Còn mình thì cứ muốn là tán nó phải to, mấy cả tán nó lòe xòa lòe xòe. Tóc mình thế nhá, mẹ cắt như xong như thế này là tóc mình cắt xong như này là chị em hay các thứ cứ xin chụp ảnh. Mình cứ nghĩ là để tóc dài là nó văn thơ lãng mạn rồi nó thế nọ thế kia. Đây này, như cái này này, bọn như thế này là bọn to nhất thì là cả 8 triệu một cây. Còn như cái loại bên kia mà tôi quay, còn cái bọn như thế này là cái thủy nó bán lẻ 4,5 triệu. Các cái cây đào mới bạch này thì đào thì nó sẽ to hơn bạch, bạch xếp. Đào nó to hơn bạch xếp. Đấy, anh em ra rất nhiều nha, đông vui táo tợn. Đông này. Ừ. Mà là sức ảnh hưởng của anh với thầy con thằng Thế Anh nó mạnh mẽ lắm ấy. Mà thực tế ấy, tôi nói thật ra tôi không giấu các bạn ấy. Nhưng các bạn hỏi đâu thì tôi vẫn bảo ở Văn Đức ấy, cho nên là bà con ấy là rất đông, ngày cứ thế này này. Đấy. Ờ, ai hỏi thì là anh cũng cho địa chỉ mà. Đấy, người ta tự tìm đến đây chụp ảnh. Ừ, tại vì tao cũng lời mặt đéo đâu mà người ta xem mà huấn niếc các thứ, nó bây giờ nó có ấy đâu mà. Hôm qua cả Thế Anh nó cũng livestream mấy các thứ nữa ấy. Thế bà con ở Mê Ninh, Mê Niếc là bà con cũng sang. Thôi để cho các bạn nghỉ đi nhá. Chứ còn lúc nào các bạn cứ xem như này thôi. Nhiều khi tôi thấy là nghìn mắt mới cả hơn nghìn mắt, nhưng thực ra là các bạn toàn bật điện thoại xong các bạn để đấy, xong các bạn đi ngủ con bà nó mất rồi. Thế tôi lại cứ nghĩ là nhiều người xem nên là tôi tiếc. Nhưng có phải thế đéo đâu. Hóa ra là bật điện thoại xong rồi làm gì thì cứ làm. Thế là để cho cái thằng phát livestream nó cứ tưởng nghìn mắt, hóa ra là nghìn cái điện thoại đang xem mình. Nhưng làm đéo có người đâu, toàn máy xem. Cứ cầm điện thoại xong rồi bật xong rồi đi mẹ chỗ khác. Thế là thằng livestream nó cứ nghĩ là đang nghìn người xem, hóa ra có phải đéo đâu. Đấy, vẫn 796 rồi này. Mày ok bà đi. Nó như cái vườn nó vào quay. Ờ thế à? Thằng nào đây? Thằng đằng sau anh à? Cây nào mày chỉ cho ấy là để cho thằng em Ninh nó đi. Đấy, cây bên cạnh đang đánh. Không, cho bà ông Mạc rồi. Cái nếu mà kiểu các anh em ấy hoặc là ấy, chứ còn khách khứa thì thôi để cho người ta thoải mái. Nhưng ngày xưa có mấy cái sinh viên trên nông nghiệp ấy, người ta cũng nói là TikToker mới thế nọ thế kia. Thế là tôi định là hôm nào sẽ cho các bạn và mở mang cho người ta cái kiến thức ấy, để người ta không cố chấp hoặc thế nọ thế kia ấy. Còn nhiệm vụ là bán hàng hoặc là nhiệm vụ, cái nhiệm vụ mà mình ấy thì là nó như thế nào thì tùy. Cho tôi đi để cho em Ninh nó đi đã, không nó đi cũng xa. Bê thế này cũng mệt đấy. Cháu hôm trước cháu bê mệt lắm rồi. Nhưng mà anh Tuấn Anh ấy hôm nay không ra à? Nó thì bán cây từ sáng. Ôi thế này thì. Thế là chỉ có tí nữa chỉ có hai ông và một cháu thôi. Và thằng em Ninh thôi. Chứ có ai nữa đâu. Ôi nhưng mà anh ấy đi ấy cây hay gì mà cây bán cây ở nhà ấy à, bán cây nhà thế thì gọi là anh cũng ra. Có 4 người mà hàng to này mệt đây. Hôm trước cả huy động cả bà ra thì chắc là chưa biết là những cây gì. Cái này là cái thủy nó nắm được nè, là những cây nào chứ tôi không nắm được đâu. Chỉ đánh nhầm rồi này. Thủy ơi. Đây này. Ôi cây nào chở dây xanh. Hàng to mà. Thủy ơi. Mẹ cây nào chở xanh. Cây nào chở gốc xanh. À đánh cây nào cũng được à? Nhưng mà thế thằng em Ninh là hôm nay đi mấy cây? Đi 3 cây à? Có mỗi cây này là bé đúng không? Hàng phân khúc ấy, nhưng mà cái hàng này thì lại hết.
Hàng này hết rồi, ở đây bán hết sạch rồi. Nhận khách hết rồi. Hàng này rẻ hơn. Đấy. Hàng này rẻ hơn. Cái này thì bán lẻ 8 triệu. Cái bé này thì cái loại mà bán 3, 4 triệu, 4, 5 triệu gì đấy. Nhưng mà nó bán hết rồi đây. Các bạn phải xem là cái thứ nhất là cái tán này, với cái thân này, cái lây này. Đấy. Đấy, hiểu chưa? Nó khác như thế. Đây này, thoát cao như này còn không bán cơ. Mua 30 cành thì đáng bao nhiêu đâu, thu nhập đâu. Có cái thủy nó có nhận thì nó nhận, chứ còn cành chiết mấy các thứ có bao nhiêu tiền nào. Cứ khách cứ hỏi mua muốn nuôi cành chiết. Nói thật ra là tôi bảo các bạn thì các bạn lại không tin. Tôi bảo các bạn là người chơi thì mua cây nào nó tầm tầm để cho nó ấy. Mẹ mua cành chiết về thì nó mệt lắm ấy. Về thứ nhất là hao hụt, mấy cái thứ hai là còn tùy. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, tôi vào những cái gia đình ấy mà có tầm 100 chậu, à 100 những cái loại chậu nhựa ấy, hoặc 1000 chậu nhựa, cứ giải rác ra ấy. Nhưng mà nó bẩn nhà. Thật. Tôi bảo một nhà các bạn chỉ chơi 3 4 cây thôi mà nó đẹp hẳn lên thì nó vẫn đấy. Đây nó cứ. Đây còn nói các bạn như thế thì sợ các bạn không ấy, nhưng mà tôi vào nhiều nhà mẹ cứ cái loại nào cũng có, xong rồi vứt na vứt điệt. Bịch toan bịch bé. Bảo là chơi mà cái nhà ấy có 2 3 cây thôi nó to đẹp. Phúc Lâm cây à, đạ hồng á? À? Hay cái gì? Đại khách đến. Khách đến thôi, cho mày đi về đi. Cứ chỗ loại chạy ra chỗ kia. Bên Phúc Lâm này cũng hoa hồng các thể loại này. Ấy. Cứ từ từ thôi. Rồi rung đi. Rung đi, chụp đi. Đây một cây. Đấy, rung đi. Cứ từ từ nhá. Cứ ở đấy tầm nửa tiếng đi rồi ăn ra. Ừ đấy thôi xuống đi. Đẹp nhỉ? Ừ nhỉ đẹp. Đẹp đấy. Mang biếu bố vợ thì có mình gì? Hả? Mang biếu bố vợ cây này thì bố ưng lắm ấy. Nhưng mà biếu bọn này là năm sau bố vợ lại bảo là lại biếu tiếp đi, thế là tốn tiền lắm. Tháng năm cho bố nữa. Tốn tiền. Thơm bọn này thơm. Đâu hết đảo. Nó đông mà, mọi người đến xem các thứ đấy đông. Nó chụp ảnh chú biết. Có mỗi mấy chú cháu là làm thực sự xong rồi một thằng live stream rồi. Rồi tí nữa tôi nghĩ đến cái giai đoạn mà ông Mạc với cả anh em là bê có 4 người, bê 3 cái hồng này là trong khi tôi là chắc chắn lúc ấy không live stream cho mọi người được rồi. Cái thủy nó có cầm điện thoại thì cầm thôi, nhưng mà bình thường là lúc tôi bê cây là tôi phải xin phép tôi tắt điện thoại. Lúc cây bê lên là nó đẹp. Khổ có mỗi mình ông Mạc không làm. Cái của anh Tuấn này thì anh ấy ra đây là anh ấy biết bó tán với cả bao tải với các thứ này. Để cắt cả bao tải này. Đấy, anh Tuấn là anh ấy ở đây là anh ấy cắt bao tải với cả ấy thì nó sẽ ấy. Không, tao có cầm đâu, ở xe ấy. À, phải lấy cái bao thuốc đã không, ở đây không ấy. Nói chung là thời gian này nó cũng trải qua rồi, thế là nó cứ mòn dần đi. Đây là ấy, đây là ở Văn Đức. Văn Đức. Mày tự mấy chứ. Hôm nay nói chung là một cái video này nó dài lắm rồi. Tôi không muốn ấy đâu, nhưng mà tí nó về là tôi là cái thằng khổ đầu tiên. Mẹ về phải cắt video mấy các thứ. Hôm nay tưởng là nó không nắng, ra nó cũng nắng này. Lấy cái bao thuốc đã. Ở trong cái trong này ốc thì cũng vườn hồng vườn hiếc đây. Vào đấy khách mua hồng à? Ừ. Hàng trong ý là hàng bình dân hơn. Hàng kể cả hàng đào mấy cái thứ thì nó là bình dân hơn, nhưng mà rõ ràng là bình dân hơn thì cái giá thì nó không thể, thân nó không thể đẹp và tán nó không thể như thế này được, hiểu chưa? Trung bình các cái hàng như ở đây thì các cái hàng đào hàng bạch tầm hơn 4 triệu. Còn các cái hàng đang đánh là những cây to thì
thì 8 triệu. Cây bé thì bán hết rồi. Còn sang bên kia thì sáng vừa nói cho mọi người là tầm 3 triệu 4 triệu ấy. Đây. À, bây giờ tí nó có chẵn đường mà. Mà bê cây lên mới mệt. Anh bê được vậy. Anh bây giờ nghĩ đến chuyện bê cây mệt lắm. Tổn hại cái. Mới cả nói chung là như này này, anh không sợ việc bê cây đâu. Nhưng mà lúc anh bê cây thì không có ai cầm điện thoại, hiểu chưa? Không ai nói. Đấy là cái tổn thất rất lớn mà em chưa hình dung ra được. Bây giờ vẫn đẩy, vẫn tầm gần 600 đẩy. Ừ, chắc là mấy ông chán rồi. Hồng thân ghép nhập Trung Quốc về đẹp đấy. Đẹp nhưng mà về là tòi. Về là mắt ghép nó chết. Có thể bên đây này, ví dụ trả lời bạn này này. Bạn Tuấn PK, Hồng thân ghép nhập Trung Quốc về đẹp đấy. Thực ra là ở video của bọn Trung Quốc thì đẹp thôi. Mang về mình thì phải cắt ngắn. Hoặc là về thì hoa hồng ở bên Trung Quốc về mình thì nó đẹp khoảng tầm 3 ngày. Đấy là hoa. Còn ở bên Trung Quốc nó quay thì rất là đẹp, nhưng về mình cả vấn đề vận chuyển nữa thì về mình là nó không đẹp nữa. Bắt đầu cho lên chậu hoặc là chăm thì là phải mang lên trên Lai Châu hoặc Sapa, những cái vùng khí hậu lạnh ấy, thì là chăm nó sẽ đẹp lại và đẹp hơn bên Trung Quốc. Ở ngoài miền Bắc mình như thế này này, là cái dự án mà Hồng nhập Trung Quốc ấy, Hồng thân gỗ nhập Trung Quốc ấy, là cái giống cổ tàu ấy. Thì nếu mà bây giờ ở trong Eco Park không biết đã chết hết sạch chưa? Người dân ở các nhà vườn như thế này hoặc các nhà vườn lớn nhất như này này là cũng ngày xưa cũng ấp ủ cũng bao nhiêu để về chăm cho nó đẹp mấy thế nọ thế kia ấy. Hồng 2 năm mới 4 năm mới cả gốc thế nọ thế kia là bọn tôi biết hết. Đợt ý tôi, bọn tôi cũng chính là người nhập đầu tiên. Nhưng mà về nó không phải như cái dòng hồng cổ này này. Đến cả nhà vườn còn chán. Hiểu chưa? Còn các bạn là người xem thì thực ra là toàn biết đến từ các cái video ở bên Trung Quốc ấy. Cho nên các bạn nghĩ là hồng bên Trung Quốc thì về mình cũng chăm còn đẹp hơn thì không phải. Mà tại sao cái giống hồng cổ như thế này thì ngày nó càng kiểu anh em làm nhiều ấy. Chứ còn hồng ngoại thì thực ra là làm thì nó giống như kiểu dại yến thảo mấy các thứ ấy. Ban đầu thì có thể đẹp nhưng mà về sau thì nó chỉ một thời gian sau là nó không ấy nữa. Còn nói cái vấn đề mà hồng thân gỗ nhập Trung Quốc thì là các bạn cũng không biết. À, tôi cũng phải nói cái vấn đề. Cách đây mấy năm kể cả hồng rừng cũng thế, có phải là anh em ở đây cũng tham những cái giấc mơ làm giàu ấy đây. Nhưng mà về đây nó cứ ấy dần nó không ấy. Thu vé 30 vé được vào. Ừ. Thu 30.000 được đấy. Vừa bán vừa ấy đúng không? Thế mới bảo là như anh đây là công đức nó cũng khá là kinh đây, cho nên là ấy này. Ơ nhiều phết này, sâu rộng xuống cái kia cũng mấy người nữa. Ừ. Xong rồi bán cà phê ở trên thì ở trên thì anh Tuấn anh ấy phun thuốc trừ sâu, dưới ông Mạc đào cây, xong rồi bên kia thì người ta uống cà phê đúng không? Người ta lại nói chuyện về đảng với chính trị mấy cả các thứ. Thực ra là cái mô hình này kiểu các thứ là các bạn cũng không hình dung ra được. Tức là chụp ảnh thì cái lúc mà như thế này thì được. Mà hồng này kiểu phun cũng nhiều ấy. Biết ở trên Bắc Giang cái vườn Phong Linh năm ngoái này mà nó rầm nó khoảng mấy xa hở bưng vào. Ừ. Thu với 2.000 vé Phong Linh. Thu thì thực ra là người đấy, ta làm. Ở đây là cái mô hình là gọi là trồng cây để trồng cây để bán cây. Thì mọi người vào là vào miễn phí, chụp ảnh thì chụp ảnh miễn phí. Bán cây thì ra tiền. Còn nhiều khi phải hôm nay là phải hôm nay ông cháu mình ấy như thế này thì mới ấy, không thì khóa cổng. Ai vào xong rồi vào bảo chụp ảnh, bảo mua cây hỏi giá gì thì may ra còn ấy, chứ mẹ cứ gọi điện vào chụp ảnh mệt lắm. Anh bảo nếu mà gọi là nếu vào chụp ảnh thì 100 người chắc chỉ khoảng 5 người có nhu cầu mua. Ừ. Bởi sao bây giờ cứ lại chụp ảnh là toàn 2k mấy 2k mấy thì vào toàn nay chim. Ừ. Chụp ảnh thì... toàn ấy, kể cả ô tô cũng thế, nhưng mà về thì người ta bảo là tôi có ô tô thế này thôi nhưng nhà tôi ở chung cư, những cây này to như này thì mua thế nào nữa. Có cái loại 20-30 nghìn hay là cái hàng bịch bé bé này này. Ừ đấy, 80 ở đây, 60-80. Đấy, nổ như bom luôn. Nổ như bom. Cái người ta thật sự là tôi cũng ấy nhiều mà. Hai cặp các cặp vợ chồng, ô tô rõ là đẹp mấy thế nọ thế kia, nhưng mà có phải ấy đâu. Người ta phải giàu là phải giàu ở cái ngưỡng cao lên cơ, cao cấp lên cơ. Tầm này người ta đang họp hội đồng quản trị rồi. Thì là những cái vườn người ta mới cả ở trên nhà to ấy. Các bạn sẽ thấy không gian người ta là 15 hectare.
Tôi bảo là chắc đất rừng mấy đất đấy chứ làm đéo thì có chuyện đất thổ cư 15 hecta. Chứ còn những ông ô tô với cả những ông mà đến vườn các thứ là thời gian rảnh rỗi cũng rất nhiều. Thì người ta sẽ bảo là anh đi ô tô thì thôi, nhưng nhà anh ở chung cư. Những cái cây như này thì để chung cư làm sao được. Em có cái loại 50, 70, cái hàng bịch bịch bé bé. Cái loại như thế này thì cho anh 2 bịch. Xong rồi sang chậu cho anh, xong anh để trên chung cư. Đây này, kiểu này này. Chứ còn các cây của em thì anh chụp ảnh là chính. Chứ còn đây này, cho các anh cái loại này, này. Cái loại ở đây bán 60 mấy 50 này. Đấy, khách đi ô tô rất nhiều tiền. Hai vợ chồng gu xì gu xiếc. Nhưng mà gu xì ở đéo đâu ấy, chứ không phải gu xì ở hãng. Đấy, tôi phải nói thật. Đấy, phân khúc khách hàng của tôi là cái gì? Là cái nhà mặt đất. Người ta có tiền. Còn với những khách hàng mà như anh em hôm qua ăn nhà mới ấy, mà năm nay năm nay bác Trọng đang làm gắt quá. Khách hàng mua cây năm ngoái năm nay đi tù hết rồi. Đấy, tức là kiểu vậy. Tôi hôm qua tôi làm video tôi bảo là cầu chúc năm nay là năm mới, là những khách hàng của tôi là không có ông nào rơi vãi rồi đi tù cả. Chứ còn nhiều ông ví dụ đi và cùng vợ cùng chồng mấy các thế nọ thế kia đến chụp ảnh thì có thể người ta cũng làm mắc Zuckerberg hoặc là cái đéo gì đấy, Elon Musk nên niếc gì đấy, công nhân hoặc nhân viên người ta làm hết rồi. Đây này, cái này thôi mà gần đi tù đây này. Gần đi tù rồi đây này. Đấy, các bạn hình dung là đầu tiên các bạn cũng phải phân khúc khách hàng của các bạn. Chứ còn đôi khi là ngày xưa có cũng rất nhiều cặp vợ chồng hoặc là các anh chị ấy cứ bảo mình bảo là em nạ gì, kiểu gì rồi cho các anh chị về đây. Mà cái vố ấy là để cho anh em nó đến tận bây giờ vẫn là câu chuyện cười. Tiếp khách từ lúc 9 giờ đến 2 giờ trưa, 2 giờ chiều, không đi ăn cơm trưa. Cuối cùng là khách cũng hai vợ chồng đi ô tô. Nhưng mà bảo là mua 2 bịch, cái loại 80.000 với 90.000. Tiếp mình tiếp từ lúc 9 giờ đến lúc 2 giờ, giờ chiều. Đúng không? Bảo là anh đi ô tô nhưng mà nhà anh nói thật ra là không giấu em, nhà anh nhà chung cư. Thấy em quay những cái loại này thì anh đến anh xem xong vợ chồng hỏi xong rồi thích lắm. Ông chụp ảnh không? Nhưng em còn vườn nào nữa không? Bảo thôi. Đấy là lúc ấy là tôi nghĩ là mình cũng ấy rồi, nhưng mà mình nhiệt tình ấy, người ta đến từ đâu người ta đấy. Xong bảo là cây của em thì thích lắm, đẹp lắm, cảm ơn em thế loại kia. Nhưng mà nhà anh chung cư thôi cho anh 2 bịch. Cái loại nào mà nó bé thôi, cái loại này to lắm, nhà chung cư anh không vừa. Mà cái loại này, thế là anh em chúng nó, ui anh hôm nay chốt được cái điều lớn thế. Được 2 bịch, cái loại mà 50.000 với 70.000. Đến bây giờ nó vẫn là câu chuyện truyền thuyết đấy, chuyện thật luôn. Hỏi anh em trong đại ốc, mẹ anh tiếp khách từ lúc 10 giờ đến tận thông trưa đến 2 giờ trưa, 2 giờ chiều, chốt được 2 bịch. Đấy, chuyện thật. Người ta ở chung cư ấy, ô tô tiếc bình thường. Nhưng mà còn cái phân khúc khách hàng mà mình nhắm đến hoặc anh em nhắm đến ấy, những cái phân khúc khách hàng cây to như này này, là người ta có nhà mặt đất, người ta rộng. Ê, trong cái bài này cũng không có ý là thế nọ hay kia, nhưng nhiều người là nói chung là người ta chỉ muốn nợ mình thôi, nợ bản thân người ta ấy. Xong rồi người ta cũng không lo cho người khác ấy. Em mới đăng 5 phút đã có người bình luận đẹp quá anh mình. Ừ. Đấy. Kinh anh mình, nhưng mà họ hàng thì người quen. Toàn người quen thì mày muốn bán hàng thì khi mình livestream như này thì thực ra là người quen vào cũng tốt, nhưng mà cái phân khúc mà khách hàng vào ấy là phải những người lạ, chinh phục những người lạ trước. Thôi nghỉ nhá, cho các bạn nghỉ này, mẹ đồng như gì này. Đấy, thấy chưa? Kinh này chưa? Có ở đây thì kể cả những cái hàng 1 triệu hoặc mấy trăm cũng có, nhưng mà bán kiểu bán số lượng ấy. Chứ bình thường là tôi cũng không ấy các cái loại. Cho các bạn nghỉ đi nhá. Cái này là nếu như 82,1 nghìn lượt xem này là chỉ lướt qua hay là xem hết nó lại đề xuất tiếp. Đây. Nó cứ lên 500 là khi mà khách hàng cái người ta xem tiếp thì là TikTok nó lại cho thêm cái lượt truy cập. Thôi rồi, từ lâu lắm rồi có nữa rồi. Tức là đến cái giai đoạn đấy là nó kịch